Chào mừng các em đến với con đường huyền thoại Hồ Chí Minh. Các em học sinh thân mến, cách đây 62 năm, vào ngày 19 tháng 5 năm 1959, Thường trực Tổng quân ủy chính thức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác quân sự đặc biệt làm nhiệm vụ mở đường vận chuyển hàng quân sự vào miền Nam, tổ chức đưa đón bộ đội, chuyển công văn, tài liệu từ miền Bắc vào miền Nam và ngược lại. Con đường đã được khai sinh đúng ngày sinh của Bác nên được mang tên đường Hồ Chí Minh. Theo anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Công Tường, nguyên bộ đội Trường Sơn, tuyến đường này địch bắn phá ác liệt ngày đêm. Chất độc da cam cùng một số loại chất diệt cỏ khác được rải xuống nhiều vùng rừng trên đường Trường Sơn, khiến cây rừng rụi lá. Tính chung, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bộ đội Trường Sơn qua tuyến đường Hồ Chí Minh đã vận chuyển, chi viện cho các chiến trường 1,5 triệu tấn hàng hóa, 5,5 triệu tấn xăng dầu, đảm bảo cho hơn 1,1 triệu lượt cán bộ chiến sĩ đi vào chiến trường miền Nam và các hướng mặt trận lớn. Bộ đội Trường Sơn là biểu tượng sáng ngời về tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. Tuổi trẻ của họ đã mang gan vàng dạ ngọc để phụng sự tổ quốc. Trong đó, có những chiến sĩ lái xe đã đi vào huyền thoại qua thi phẩm, bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Các em mở sách giáo khoa trang 132 để tìm hiểu về tác giả và tác phẩm. Vậy các em biết gì về nhà thơ Phạm Tiến Duật? Ông được mệnh danh là nhà thơ của Trường Sơn, thi sĩ huyền thoại của đường mòn Hồ Chí Minh những năm chống Mỹ, quê gốc ở Phú Thọ. Ông tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó thì nhập ngũ, hoạt động chủ yếu trên đường mòn Hồ Chí Minh, nên đường Trường Sơn là đường thơ Phạm Tiến Duật. Tác phẩm của ông tập trung làm nổi bật hình ảnh thế hệ trẻ trong kháng chiến chống Mỹ trên nền hiện thực chiến tranh khốc liệt, với phong cách hồn nhiên, sôi nổi, tinh nghịch mà lại thấp thoáng những suy tưởng sâu sắc cả khi đề cập đến hiện thực chiến tranh trần trụi, khốc liệt. Tác phẩm tiêu biểu của ông mà mọi người vẫn nhớ đó chính là Vầng Trăng Quần Lửa. Các em đã bao giờ tìm hiểu về bài thơ này chưa? Các em biết không? Bài thơ về tiểu đội xe không kính được sáng tác vào năm 1969, vào thời kỳ ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ trên tuyến đường Trường Sơn, chủ yếu kết hợp thể 7 chữ và 8 chữ, với nhiều phương thức biểu đạt. Trong đó, phương thức biểu đạt chính là biểu cảm. Như các em thấy đó, bài thơ có nhan đề khá dài, tưởng như có chỗ thừa, nhưng vì thế mà rất độc đáo, thu hút sự chú ý. Nhan đề ấy làm nổi bật hình ảnh của bài, một biểu tượng độc đáo, những chiếc xe không kính. Các em có biết tại sao những chiếc xe lại không có kính không? Sử dụng hình ảnh những chiếc xe không kính, nhà thơ đã thể hiện điều gì về chiến tranh? Hình ảnh những chiếc xe không kính là hình ảnh thực. Nhà thơ giải thích nguyên nhân cũng rất thực. Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi. Bom đạn chiến tranh còn làm cho những chiếc xe bị phá hủy, biến dạng đi, trần trụi hơn nữa. Không có kính, rồi xe không có đèn, không có mui xe, thùng xe có xước. Hình ảnh những chiếc xe không kính vốn không phải hiếm trong chiến tranh, nhưng phải có hồn thơ nhạy cảm, có nét ngang tàn, tinh nghịch, thích cái lạ như Phạm Tiến Duật mới nhận ra được và đưa nó vào thơ, trở thành biểu tượng độc đáo của thơ thời chiến tranh chống Mỹ. Hình ảnh này tạo nên cái tứ lạ, độc đáo, vừa nói lên cái ác liệt, dữ dội của chiến tranh, vừa bộc lộ được phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ trong cuộc chiến đấu khốc liệt chống đế quốc Mỹ.
Ngay cả khó khăn, hiểm nguy cũng được nhìn với con mắt lãng mạn, làm tăng thêm chất kiêu bạc, anh hùng của anh lính lái xe, góp phần khắc họa một nét tư thế, chân dung của một dân tộc anh hùng. Tiếp sau khung kính vỡ, hình ảnh người lính hiện lên ung dung, tự tại sau tay lái. Các em hãy theo dõi khổ thơ thứ nhất và thứ hai. Theo em, đại từ ta bao gồm những ai? Và tư thế của những chiến sĩ được thể hiện trực tiếp qua từ nào? Đoạn thơ sử dụng những biện pháp tôi từ nào và em hãy cho biết hiệu quả của các biện pháp đó. Đại từ ta bao gồm tôi và những người đồng đội, đồng chí, cái ta chung trong không gian chiến trường. Các em học sinh thân mến, ở khổ thơ thứ nhất, từ câu thơ thứ ba trở đi, hình ảnh người chiến sĩ lái xe là nhân vật chính và những chiếc xe khung kính trở thành cái nền làm nổi bật tính cách, phẩm chất đẹp đẽ của họ. Khi người lính lái xe mở máy cho xe lăn bánh, đồng nghĩa với bắt đầu bước vào trận đánh. Sự sống và cái chết cách nhau chỉ trong gang tấc, nhưng họ vẫn giữ được tư thế hiên ngang, tự tin hiếm có. Ung dung buồng lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Tính từ ung dung đặt ở vị trí đầu câu nhấn mạnh tư thế chủ động ấy. Trong cái nhìn bao quát cả đất trời, ẩn chứa niềm kiêu hãnh của người làm chủ tình thế, coi thường mọi khó khăn, nguy hiểm. Đối đầu với máy bay giặc Mỹ, các chiến sĩ lái xe của ta thường ở thế bị động. Vậy dựa vào đâu mà họ ra trận với phong thái ung dung như vậy? Chỗ dựa tinh thần lớn lao nhất chính là niềm tin tất thắng. Bút pháp tả thực kết hợp với bút pháp lãng mạn tạo nên vẻ đẹp bất ngờ của những câu thơ. Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng, nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim, thấy sao trời và đột ngột cánh chim, như xa như ùa vào buồng lái. Cảm giác của người chiến sĩ lái xe trong chiếc xe không kính trên đường ra trận đã được nhà thơ diễn tả cụ thể và sinh động. Đoàn xe chạy tạo nên những cơn lốc bụi mù trời. Xe không kính, gió lùa mạnh vào buồng lái, khiến cho người lái xe tưởng như nhìn thấy gió. Gió thốc làm cây đến chảy nước mắt mà lại nói rằng gió vào xoa mắt đắng thì quả là độc đáo và hóm hỉnh. Dường như các chàng lái xe ngạo nghễ thách thức cả khí hậu khắc nghiệt của rừng núi Trường Sơn nữa. Không có lớp kính ngăn cách, con người và thiên nhiên như gần gũi hơn, do đó mà sự cảm nhận dường như tăng lên gấp bội. Sao trời ban đêm, cánh chim ban ngày như xa như ùa vào buồng lái, xe lao lên phía trước, con đường lùi lại phía sau, người lái xe tưởng như nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim. Câu thơ chứa đựng ý nghĩa tượng trưng sâu xa, con đường vào chiến trường miền Nam chính là đích đến của trái tim người lính. Trong hai khổ thơ tiếp theo, cụm từ ư thì có gì đặc biệt? Không có kính, những người chiến sĩ gặp những bất tiện khó khăn nào? Trước những khó khăn đó, họ đã hành động và xử lý ra sao? Và theo em, cách xử lý đó thể hiện tính cách gì của những người chiến sĩ lái xe? Các em hãy tổng hợp các biện pháp tu từ được thể hiện trong hai khổ thơ này nhé. Điệp ngữ, điệp cấu trúc, không có kính, ừ thì. Cách nói đậm chất khẩu ngữ, vừa giản dị, vừa tếu táo. Nỗi vất vả, gian nan được nhà thơ miêu tả bằng những hình ảnh chân thực, giản dị, nhưng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc về tâm hồn người lính trẻ trung sôi nổi đối đầu với khó khăn gian khổ.
hai đoạn thơ tả thực đến từng chi tiết, từng hình ảnh và thật cả trong cách diễn tả. Câu thơ đậm chất văn xuôi, mộc mạc như lời nói thường ngày. Xe không kính, bụi phun tóc trắng như người già. Xe không kính, mưa tuôn mưa xối như ngoài trời. Điệp từ chưa cần, hình ảnh phì phèo châm điếu thuốc, giọng cười ha ha sảng khoái, làm nổi bật chất bình dị mà hào hùng của những chiến sĩ lái xe trong chiến tranh. Gian khổ tột cùng nhưng hào hùng cũng tột bậc. Đó là chất lạc quan thanh thản của một dân tộc, chất dũng cảm thuộc về bản chất con người Việt Nam. Các chiến sĩ lái xe chấp nhận tất cả với thái độ vui vẻ, phớt đời, pha chút ngang tàn, rất lính. Sự khốc liệt của chiến tranh đã tạo nên những tiểu đội xe không kính. Sự gắn bó của những con người đã cùng qua bom đạn thử thách càng bền chặt, sâu xa. Hãy tìm hiểu khổ thơ 5 và 6 để hiểu được điều đó. Các em hãy trả lời một số các câu hỏi sau đây. Câu hỏi số 1. Nhờ những chiếc xe không kính, những người lính đã có thể làm gì để thể hiện tình đồng chí? Em hãy tìm hiểu ý nghĩa của hình ảnh bếp hoàng cầm. Và theo em, đời sống của những người chiến sĩ lái xe đã được nhà thơ khắc họa như thế nào? Anh lính lái xe thật nhiều bè bạn, từ nơi cảm tử họ tìm về nhau. Câu thơ những chiếc xe từ trong bom rơi gợi về cuộc chiến thật ác liệt. Người chiến sĩ lái xe đối diện với mưa bom, lửa đạn, với cả thần chết ở bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh ác liệt ấy, điều gì khiến các anh trở về được bình an? Thơ Phạm Tiến Duật đã chỉ ra điều kỳ diệu ấy. Đã về đây họp thành tiểu đội, chữ họp gợi sự đoàn tụ, sự bảo toàn. Thì ra, vì không thể thiếu nhau, không thể vắng nhau, những người đồng đội ấy đã băng qua mưa bom bão đạn để về trong vòng tay nhau, vòng tay của sự sống và chiến thắng. Ta thấy ở họ sáng ngời lên một tình cảm đẹp, tình đồng đội. Tình cảm ấy tạo ra sức mạnh để chiến đấu, chiến thắng. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, nhà thơ Chính Hữu cũng đã phát hiện ra sức mạnh của tình cảm đó trong bài thơ Đồng Chí. Hình ảnh thương nhau tay nắm lấy bàn tay của những người nông dân mặc áo lính xưa chính là sự thầm lặng sẻ chia cảnh ngộ và cùng chung lý tưởng sống. Hình ảnh bắt tay qua cửa kính vỡ rồi, có gì đó mới mẻ hơn, trẻ hơn. Vẫn là cái bắt tay thân thiện, giản dị, mộc mạc mà gần gũi qua ô cửa kính đã vỡ. Cái bắt tay ấy như lời hẹn chiến thắng, như truyền sức mạnh, như truyền sự tự tin và hào khí tuổi trẻ. Vẫn cái ô cửa kính đó mà cả một khoảng trời bè bạn, cả tráng khí anh hùng gặp gỡ, hội ngộ. Thơ Phạm Tiến Duật không chỉ phát hiện tình đồng đội ở những vẻ đẹp hào hùng, mà còn nhìn nhận dưới góc độ những tình cảm thân thương, đầm ấm. Chữ bếp, hình ảnh bát đũa, chiếc võng đều là những gì thân thiết trong ngôi nhà của ông bà, cha mẹ ở hậu phương, làm cho hai chữ gia đình ấm cả khổ thơ tiền tuyến. Bằng cách nói giản dị ấy, Phạm Tiến Duật đã phát hiện được độ sâu sắc trong tình đồng đội. Đó là tình bạn, là đồng chí, là chiến hữu, là ruột thịt. Trong quân ngũ, tình đồng đội là tình cảm gia đình, ruột thịt là tình cảm thật đặc biệt, là sự hòa quyện của tình đồng chí, tình người và tình thương yêu giai cấp. Có thể nói, trong bài thơ về tiểu đội xe không kính, nhà thơ đã có sự phát hiện thật mới mẻ về tình cảm của người lính, của một thế hệ người Việt Nam với đời sống tình cảm biết bao mới lạ và sâu sắc.
Những người chiến sĩ kiên cường ấy cũng chiến đấu và cùng chia sẻ với nhau phút dần chân thực, vui thú, thoải mái. Chữ trong trên vừa nói cái không chắc của thế mắt võng, vừa toát lên cái thi vị tinh nghịch, pha chút mạo hiểm rất quen thuộc của kẻ đưa võng. Như ta đã gặp, ung dung buồn lái ta ngồi, nhìn nhau mặt lấm cười ha ha. Câu thơ lại đi trời xanh thơm nối tiếp phát hiện khác. Điệp ngữ lại đi tựa như nhịp bước hành quân của người chiến sĩ, khó khăn không nản, hy sinh không sờn. Những chiếc xe vẫn cứ chạy bon bon ra tiền tuyến. Câu thơ gợi ra sự liên tưởng trong lòng người đọc. Ta có cảm giác rằng mỗi đoạn đường xe đi qua như mở thêm một khoảng trời hạnh phúc, bình yên và mơ ước nữa chứ. Rất nhiều lần trời xanh hiện ra trong mưa bom ở bài thơ này. Tâm hồn người lính sao mà tươi xanh đến thế. Khổ thơ cuối kết tinh vẻ đẹp của hình tượng những chiếc xe không kính và những chiến sĩ lái xe. Không có kính rồi xe không có đèn, không có mui xe, thùng xe có xước. Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Theo các em thì cách diễn đạt trong hai câu thơ đầu khổ thơ này có gì đặc biệt? Và hình ảnh trái tim trong câu thơ cuối cùng là hình ảnh ẩn dụ hay hoán dụ? Em hãy giải thích chi tiết. Và em có nhận xét gì về ý chí chiến đấu của những người chiến sĩ? Đoạn kết của bài thơ thật đẹp, chất hiện thực nghiệt ngã và lãng mạn bơi bổng hòa quyện với nhau. Càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan, đó là quy luật. Mức độ chiến tranh ác liệt in dấu rõ ràng trên những chiếc xe vận tải quân sự. Không kính, không đèn, không mui, thùng xe đầy vết xước do bom đạn giặc. Nhưng xe vẫn chạy vào hướng miền Nam, tiền tuyến lớn đang thôi thúc, vẫy gọi. Bởi trong xe có một trái tim nóng bỏng tình yêu và trách nhiệm công dân trước vận mệnh của đất nước, dân tộc. Hình ảnh trái tim trong câu thơ cuối vừa là một hoán dụ, vừa là một ẩn dụ nghệ thuật rất có ý nghĩa, đã tôn vinh tầm vóc những người chiến sĩ lái xe anh hùng và nâng cao giá trị nội dung nghệ thuật của bài thơ. Tinh thần dũng cảm, thái độ thanh thản, lạc quan của những chiến sĩ lái xe trong mưa bom, bão đạn quân thù xứng đáng tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam, của dân tộc Việt Nam thời chống Mỹ. Đây là sơ đồ tư duy đúc kết vẻ đẹp hình tượng của người lính lái xe Trường Sơn. Các em có thể tham khảo để củng cố kiến thức. Sau khi tìm hiểu tác phẩm, các em hãy cùng trao đổi để tổng kết giá trị nghệ thuật và nội dung của bài thơ. Khai thác chất liệu hiện thực của đời sống chiến tranh, Phạm Tiến Duật đưa vào thơ những hình ảnh, chi tiết rất thực, làm giàu cho chất liệu thơ ca. Giọng điệu của bài thơ là giọng điệu của trái tim khỏe khoắn, yêu đời, yêu lý tưởng. Cả bài thơ là lời nói, là cảm xúc của người chiến sĩ lái xe trên con đường xe chạy liên tục. Đó là tiếng nói chân thành, độc đáo của người trong cuộc. Nó như một tuyên ngôn về lẽ sống của một thế hệ người Việt Nam. Bước sang thế kỷ 21, trận đánh của mỗi người trẻ tuổi chúng ta hoàn toàn khác. Nhưng những gì hào hùng, khí phách ở người lính lái xe, ở thế hệ cha ông vẫn luôn là sự khích lệ, sự nêu gương để chúng ta gắng sức. Vẻ đẹp của người lính lái xe Trường Sơn được nhà thơ hoàn thiện ở những dòng thơ cuối cùng. Em hãy phân tích khổ thơ cuối để thấy rõ điều đó. Và để củng cố kiến thức thì em cũng nhớ đọc lại phần ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 133. Đồng thời, để chuẩn bị tốt cho tiết học sau thì các em nghiên cứu trước bài Đoàn thuyền đánh cá của nhà thơ Huy Cận. Cô cảm ơn các em đã theo dõi bài học. Chúc các em học tốt.